thư ký Kim, cái này, đây là ai? Đây không phải là Seo-ju-ja sao ạ? Câu trả lời này khiến bà mẹ há hốc kinh mồm. Su-jong kể cho Jimmy suốt mọi chuyện. Bây giờ Mi-suk mới hiểu tại sao Ju-ja luôn muốn khiêu khích với Su-jong. Hóa ra hai người có mối thù đẫm máu như vậy. Nhưng Mi-suk lắc đầu nói với Su-jong bố của cô không thể là loại người như vậy. Lý do nào mà Ju-ja lại cho rằng bố cô giết bố cô ta? Phải chăng còn lý do khác? Su-jong nói cô ấy cũng không rõ lắm. Bà mẹ chồng độc ác biết tin Jong-ha lẻn vào phòng của mình từ miệng của Chi-mu. Anh ta nói bà hãy đổi mã cửa phòng để tránh những việc không hay xảy ra. Cô tiểu thư tiếp tục kiếm chuyện với Jong-ha. Cô tình cờ nhìn thấy mặt dây chuyền trên túi của anh. Cô ta định hỏi anh dây chuyền này ở đâu thì Jong-ha vội lấy lại. Cô ta lại nảy sinh nghi ngờ. Người nhã nhã lúc này chính là Chi-mu. Anh đưa Seo-jun ra ngoài chơi với bóng bay. Sau đó Su-jong cũng đi đến. Cô cảm kích anh vì đã chăm sóc Seo-jun thời gian qua nên cả ba cùng nhau đi ăn. Con trai Su-jong đang chơi ở cửa hàng bà ngoại thì nhìn thấy Jong-ha, cậu vội chạy ra và ôm lấy anh. Khi Su-jong đi ra, cậu bé quay đầu lại nói sẽ chơi với chú Jong-ha. Thấy mẹ Su-jong không nói gì, cậu năn nỉ Jong-ha. Cậu bé chơi xong cũng đã ngủ gật. Trong nháy mắt trời đã tối. Jong-ha cõng cậu bé cùng với Su-jong trở về nhà. Hai người cũng không nói gì với nhau. Đúng lúc đến cửa nhà, Su-jong nói Jong-ha. Hai người vừa nói chuyện với nhau một lúc thì Chi-mu đột nhiên xuất hiện. Không phải em nói giúp mẹ trông cửa hàng sao? Tại sao em lại ở với tên khốn này? Su-jong nói không phải như những gì anh nghĩ đâu. Cô ấy lấy Seo-jun từ Jong-ha và đi vào nhà. Sau đó, cảnh ghen tuông bắt đầu xảy ra. Sau khi về nhà, Chi-mu mắng Jong-ha trước mặt cô tiểu thư. Lúc sau cô ta phát hiện vết thương trên mặt Jong-ha. Cô ta tức giận muốn tìm anh trai tính sổ nhưng bị Jong-ha ngăn lại. Một lần nữa, cô ta nhìn thấy sợi dây trên túi Jong-ha. Vẻ mặt cô ta trở nên hung ác. Sáng hôm sau cô ta đến văn phòng làm việc tìm Su-jong. Cắt sợi dây trước mặt Su-jong, đe dọa Su-jong từ nay về sau không được ọc nói chuyện với anh Jong-ha của cô ta. Ngược lại Su-jong đề nghị cô ta đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Su-jong cho rằng người bình thường không thể có hành vi phá hoại đồ của người khác như vậy được. Vậy ý của cô là tôi mất trí sao? Giờ cô mới nhận ra sao? Cô tiểu thư tức điên định lao vào đánh Su-jong. May Chi-mu đi vào ngăn hai người lại. Ju-ja lúc này đến tìm bà mẹ chồng với vẻ mặt không vui, hỏi bà ta đã chuẩn bị tiền chưa. Bà mẹ ác độc cho biết vẫn đang chuẩn bị. Ju-ja cười nhẹ đe dọa bà ta, tôi nghĩ mình nên chuyển video này sang cho Su-jong. Bà ta nói thẳng tên thật của Ju-ja ra. Cô ấy ngạc nhiên hỏi sao bà biết được. Bà ta cho rằng biết hay không không quan trọng, nhưng quan trọng là tại sao cô muốn đến nhà tôi. Cô nói bà ta đừng sợ vì mục tiêu duy nhất chỉ có mỗi Su-jong. Bà mẹ ác độc không tin điều này. Cuối cùng cô ta nói cho bà ta biết việc chính bố của Su-jong giết chết bố cô ta. Bà mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm. Thư ký Kim báo cáo tình hình cho bà mẹ ác độc. Bà ta ra lệnh ông ta phải ngăn chặn mọi hành động của Ju-ja lại. Khi hai người đang thảo luận về vụ cháy năm đó, Ju-ja đẩy cửa xông vào, trực tiếp vứt thẳng tập tài liệu lên bàn. Cô ấy chất vấn bà ta, ai là người đã sắp xếp cái chết của bố cô? Bố của tôi đã chết như thế nào? Trả lời tôi, nói nhanh lên. Đối mặt với sự la hét của Ju-ja, bà mẹ chồng độc ác giả vờ vô tội, nói bản thân bà ta không biết gì cả. Ju-ja nói cô ấy sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Nhìn thấy Ju-ja tức giận rời đi, bà mẹ ác độc sốt ruột, lấy lại bình tĩnh gọi thư ký Kim. Sau đó Su-jong đã nhận được cuộc gọi từ người lạ yêu cầu gặp mặt. Có điều cô không biết là có người theo dõi cô từ phía sau. Biết được rằng hai người đó sẽ gặp nhau, thư ký Kim chạy đến hỏi bà mẹ ác độc nên làm gì tiếp theo. Giết Seo-ju-ja. Đúng vào thời điểm quan trọng khi hai người gặp nhau, Ju-ja muốn nói cho Su-jong nghe về cái chết thực sự của bố cô. Nhưng Ju-ja đã bị đâm bởi một chiếc xe chạy quá tốc độ. Sau đó cô ta đập mạnh xuống đất. Su-jong sợ đến mức tái cả mặt. Cô nhanh chóng gọi xe cứu thương. Là 120 đúng không? Ở đây có tai nạn giao thông. Nhanh lên, làm ơn nhanh lên. Sau khi tắt máy, Su-jong an ủi cô ta, cô không thể chết như thế này được. Xe cứu thương sắp đến rồi. Thế nhưng Ju-ja nằm im bất động. Chi-mu nghe tin hoảng hốt chạy đến bệnh viện. Anh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô nói hai người đã hẹn gặp nhau, nhưng đột nhiên lại xảy ra tai nạn. Thì lúc này, bà mẹ ác độc cũng nhập tâm đi đến bệnh viện. Bà ta giả tạo hỏi con trai mình đã xảy ra chuyện gì. Khi biết được chuyện, bà ta quay ra chỉ trích Su-jong, rồi còn nói cô là một con sao chổi. Su-jong hỏi bà mẹ chồng độc ác sao lại quan tâm đến một đứa con giờ sắp ly hôn như vậy. Cô cũng cho rằng Ju-ja đã đến gặp bà trước khi gặp tôi mới xảy ra tai nạn. Liệu đã xảy ra chuyện gì trước đó? Bà mẹ ác độc muốn cản miệng Su-jong lại thì đúng lúc phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ thông báo Ju-ja đã không qua khỏi. Su-jong kinh hoàng che miệng lại. Chi-mu cũng mất hồn khi nghe điều này. Chỉ có mỗi bà mẹ ác độc yên tâm. Bác sĩ nói rằng trong quá trình phẫu thuật, vì vết thương quá nặng nên không có cách nào để cứu lấy cô ấy. Đúng lúc này bà mẹ ác độc muốn chính tay xác nhận người nằm dưới tấm khăn trắng này có phải là Ju-ja hay không thì đột nhiên một cánh tay rơi ra. Bà ta nhớ lại lúc gặp Ju-ja cô ấy cũng có màu sơn đỏ như thế. Cuối cùng bà ta cũng tin người chết đó chính là Ju-ja. Sau đó hai mẹ con nhà kia rời đi, chỉ còn mỗi Su-jong cảm thấy khó chịu. Bà mẹ chồng ác độc trở về phòng, ngồi vào ghế với khuôn mặt vui vẻ đầy vẻ tự hào.
Hôm nay, cô tiểu thư nhìn vào điện thoại với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao anh lại đến quán gà rán? Cuối cùng cô tiểu thư quyết định đến đó làm cho rõ. Kết quả là gặp quản gia ở tiệm, hai kẻ thù lại gặp nhau. Cô nhìn qua cánh cửa thì thấy Jong Ha và Sujeon đang nói chuyện. Cô ta nén giận và gọi điện cho Jong Ha, hỏi anh đang ở đâu. Jong Ha nói đang làm việc, cô lại tiếp tục hỏi anh ở cùng với ai. Jong Ha nói anh ấy bận và sau đó cúp máy. Cuối cùng, cô tiểu thư cũng xông vào, lớn tiếng hỏi Jong Ha, đây là công việc của anh sao? Jong Ha sợ cô ta làm loạn, anh cố xoa dịu cô ta, nhưng cô tiểu thư lại nổi điên hơn. Jong Ha nói nếu anh nói sự thật thì cô sẽ đến đây làm ầm ĩ lên sao? Cô tiểu thư liền nhắm vào Sujeon, cô lao vào tra tấn Sujeon. Sujeon chịu đựng hết nỗi, cô đứng lên giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô tiểu thư tức tối giật lấy túi sách Sujeon và ném xuống đất. Vừa lúc, Mi Sut đi đến, tại sao lại ồn như thế? Các người làm trò gì ở đây? Hả? Jong Ha lập tức kéo cô tiểu thư về đến văn phòng. Lại thêm một cuộc tranh cãi xảy ra. Cô tiểu thư không còn tin Jong Ha nữa. Bây giờ anh ở đâu thì cô ở đấy. Jong Ha bất lực chịu không lỗi với cô ta. Bên này, ông chú đến gặp gia đình cô em họ để bàn về chuyện kết hôn. Bà mẹ rất hài lòng về đứa con dễ này. Bà lấy ra sổ ngân hàng và nói, đây là của hồi môn bà và bố Sujeon đã dành dụm mấy năm trước. Bây giờ sẽ giao nó cho cô em họ. Cô em họ rất cảm động. Ông chú cũng cung kính cảm ơn mẹ Sujeon. Điều bất ngờ hơn là Sujeon chậm chậm bước vào một căn phòng bí mật. Cô gái nằm trên giường bệnh không ai khác chính là Seo Juja. Nếu như cô muốn biết ai đã hại cô thì hãy nhanh tỉnh lại đi. Sujeon cầu nguyện cho Juja mau tỉnh trở lại và nói cho cô biết ai mới thực sự là kẻ sát nhân. Nếu không, mỗi nghi ngờ về cái chết của cha cô sẽ không bao giờ được xóa bỏ. Dì Mi Sut và ông chú cũng không nhàn rỗi, đóng giả làm nhân viên quét dọn trong bệnh viện. Sujeon nói với bọn họ, trước khi xảy ra tai nạn, cô đã gặp người nào đó trên đường, chắc chắn có mối liên hệ nào đó với vụ tai nạn này, nên Sujeon nhờ hai người điều tra giúp cô. Ông chú nói với tình hình hiện tại, Juja đã biết được bí mật nào đó mà chúng ta chưa biết. Mi Sut nói nếu như mọi thứ giống chúng ta suy đoán, thì người đó giết người không chớp mắt. Cùng lúc đó, cô con gái tài phiệt quay trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Jong Ha đang ngủ. Cô ta nằm xuống ôm lấy anh, nhưng lại bị anh đẩy ra. Cô ta bật dậy và vô cùng tức giận. Ngày hôm sau, lại đến tìm Sujeon, ném một lá thư giới thiệu từ một công ty khác cho Sujeon và bảo cô rời khỏi công ty ngay lập tức. Tại sao tôi phải đi? Tất cả là vì anh Jong Ha. Chỉ vì cô mà anh ấy phớt lờ tình yêu của tôi. Mọi thứ đều do cô cả. Đối mặt với sự tức giận vô lý của cô tiểu thư, Sujeon đã chỉ trích ngược lại cô ta, khiến cho cô tiểu thư điên loạn phá nát bàn làm việc của Sujeon. Cũng may luôn có sự xuất hiện của Chim U nên cô ta mới có thể dừng lại. Anh đưa Sujeon ra khỏi đó. Sau khi Sujeon trở lại gặp ông chú, ông chú nói với cô kết quả mô phỏng AI mà chúng ta đã thực hiện lần trước với bức ảnh của Juja khi còn nhỏ. Đã có người mua lại nó. Sujeon hỏi đó là ai, thì ông chú cho biết đã thông qua hồ sơ thanh toán. Tôi theo dõi thư ký Kim, nhưng thư ký Kim sẽ không bao giờ làm một việc như vậy mà không có lý do. Hai người suy luận một hồi, đoán ra được chủ tịch Cha Hoa Jong, bà mẹ ác độc chính là người đáng ngờ nhất. Sujeon hôm nay ở nhà, cô đã suy nghĩ rất kỹ về kế hoạch tiếp theo của mình. Cô đang tìm cách để có được thông tin của bố Juja. Vì vậy cô đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô điện thoại cho Chinu và nói hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chinu nghe vậy, anh ta rất vui. Sau khi tắt máy, tự nhắc nhở bản thân, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời để Sujeon quay trở lại. Cuối cùng, anh đã tập hợp tất cả mọi người lại, trực tiếp thông báo anh sẽ tái hôn với Sujeon. Bà mẹ ác độc cho rằng anh uống nhầm thuốc, tự nhiên bắt bà ta chấp nhận con sao chổi đó một lần nữa. Anh ấy không quan tâm đến phản ứng của mọi người, cứ vậy đứng dậy mà rời đi. Khuôn mặt thất thần của Jong Ha khi nghe được tin, còn cô tiểu thư chạy hỏi anh trai mình đó có phải sự thật không. Chin U đã nói với em gái mình chính nhờ Seo Chung mới khiến cả hai quay lại với nhau. Vì vậy mà đến đêm, cô tiểu thư nhớ lại lời nói của anh trai. Cô nhìn sang phía Jong Ha, anh trai nói đúng, mình nhất định phải có con. Cô vuốt ve bụng của mình, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Đến bữa ăn sáng ngày mai, bỗng nhiên cô ta bị ốm nghén. Ông bố lo lắng hỏi cô bị làm sao. Khuôn mặt cô ta vui vẻ. Bố A, con có thai rồi. Ở phía bên kia, bà mẹ chồng ác độc sợ Sujeon vào cửa nhà bà ta một lần nữa. Bà ta đã đưa tiền cho Sujeon. Đây là cái gì? Mẹ chồng ác độc nói đây là phí tổn hại tinh thần. Tôi sớm nên đưa cho cô, không biết cô còn yêu cầu gì nữa không? Tôi có thể đồng ý với bất kỳ thứ gì miễn làm cô hài lòng. Sujeon nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu lại với Chin U. Bà không biết rằng Chin U sớm đã rung động với tôi từ lâu. Bà mẹ chồng ác độc tức giận, cô thực sự muốn kết hôn với Chin U. Tất nhiên là thật rồi, tiền này hay là bà giữ lại đi. Nói xong Sujeon rời đi. Bà ta cứ trao đảo mắt, không biết sẽ nảy sinh ra chuyện gì nữa đây.